Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 4 tháng 5, tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Theo ông Tô Ân Sô, khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo Tổng Bí thư về một số vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, Tổng Bí thư đã khen ngợi Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Sau đây hãy cùng điểm lại những vụ án quan trọng liên quan đến những cán bộ lãnh đạo cấp cao diễn ra từ đầu năm 2024 đến nay được dư luận quan tâm. Đến ngày 24 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 vẫn đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan. Mới nhất ngày 22 và ngày 23 tháng 4, C03 đã khởi tố, thực hiện khám xét với 6 bị can. Những người này gồm Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng bị bắt về tội nhận hối lộ. Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường bị bắt về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ quy định. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường và Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc Công ty Thẩm định giá Nam Hà. Trước đó, ngày 26 tháng 2, C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người gồm Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group, Nguyễn Hồng Sơn, Lao động Tự do, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Những bị can này bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, phạm vào khoản 3, điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đến ngày 7 tháng 3, C03 tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố cùng về tội nhận hối lộ. C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp, cựu Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án, Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cựu trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Đặng Trung Hoành bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Gần đây, ngày 27 tháng 3, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Tại phiên họp báo thường kỳ chính phủ tháng 2, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 đến nay với quy mô và hoạt động xây dựng ở cấp huyện. Từ năm 2015, công ty Phúc Sơn bắt đầu phát triển mạnh mẽ và nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện công ty này đang thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra mới xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc đã phát hiện việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán mà công ty đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng.
phía Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an sau đó cũng đã yêu cầu các địa phương rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên như Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Lãnh đạo C03 cũng đánh giá vụ án tập đoàn Phúc Sơn là vụ án lớn, là loại tội phạm mới. Qua điều tra cũng như lời khai của một số bị can, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can là cựu ủy viên thường vụ của tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm việc này, Hậu đã dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn. Như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Còn bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Và đến nay, nhiều dự án lớn liên quan tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương này vẫn còn đang dang dở vì nhiều lý do như dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, dự án khu đô thị mới Tứ Trưng Vĩnh Tường. Bộ Công an cho rằng hành vi này rất nguy hiểm, đây là tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại cho tài sản nhà nước, nhân dân mà còn ảnh hưởng tới cán bộ cấp cơ sở, làm xấu hình ảnh của đảng và nhân dân. Về thu hồi tài sản, tính đến từ đầu tháng 4, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại, đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của bị can và những người có liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả. Trong vụ án này, Trung ương Đảng đã kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, cựu Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan cũng đã bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15. Ban Bí thư cũng đã có các quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hạ Hoàng Việt Phương. Ngoài ra, Bộ Chính trị báo cáo đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Viết Chữ. Trong số những dự án của tập đoàn Phúc Sơn, phải kể đến những dự án như trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, khu đô thị mới Tứ Trưng, Vĩnh Tường, dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng và công viên Nghĩa Trang Thiên An Viên. Dự án trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, đây là dự án với tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.668 tỷ đồng, có tổng quy mô hơn 127 hectare. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1 có diện tích khoảng 15,5 hectare, giai đoạn 2 có diện tích khoảng 111,8 hectare. Quy mô dân số dự kiến cả hai giai đoạn là 15.788 người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2 vẫn nằm trong danh sách các dự án chậm tiến độ được tỉnh Vĩnh Phúc công khai. Dù theo giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án phải hoàn thành vào cuối năm 2021. Dự án khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 186 ha, thuộc địa phận 3 xã Lũng Hòa, Tân Tiến và Yên Lập, huyện Vĩnh Tường. Trong đó, phần đô thị có diện tích gần 93 ha, phần chợ kho vận chuyển có diện tích hơn 61 ha. Năm 2019, dự án trên được chuyển nhượng cho tập đoàn Phúc Sơn. Thế nhưng, đã trải qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch, dự án vẫn hoang lạnh. Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường cũng là dự án trị giá ngàn tỷ khác do tập đoàn Phúc Sơn nằm phơi nắng phơi sương bao lâu nay. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sông Hồng Thăng Long chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn năm 2019. Dự án gồm khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường với tổng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng, tổng diện tích hơn 186 ha. Phần đô thị đang trong quá trình xây dựng, có diện tích gần 93 ha. Dự án khu đô thị mới Tứ Trưng Vĩnh Tường, đây cũng được xem là một trong số các dự án ngàn tỷ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc. Dự án có quy mô 30,2 ha, trong đó đất ở là 12,6 ha, đất công trình dịch vụ thương mại là 1.384 m2. Dự án có tổng số 400 căn liền kề, biệt thự, shop house, căn hộ. Được biết, tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã cấp phép xây dựng cho tập đoàn Phúc Sơn. Doanh nghiệp này được tỉnh giao đất đợt 1 để thực hiện dự án. Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án khoảng 1.668 tỷ đồng. Sau đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án thành 1.934 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 703 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở, xây dựng nhà hỗn hợp và xây dựng công trình hạ tầng xã hội được lùi đến trước quý 2 năm 2025. Thời điểm Nguyễn Văn Hậu bị bắt, dự án vẫn triển khai cơ sở hạ tầng, nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện.
dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng. Đây là dự án có mục tiêu cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng, kết hợp đường giao thông kéo dài khoảng 28 km, gồm 17 km qua Vĩnh Tường và 11 km qua huyện Yên Lạc. Dự án này có tổng mức đầu tư là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương là 70%, còn lại 30% là ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt từ năm 2010, với thời gian thực hiện trong 5 năm 2010 đến 2015. Trong dự án này, Tập đoàn Phúc Sơn nhận gói thầu với tổng số vốn đầu tư khoảng hơn 940 tỷ đồng. Hai gói thầu này nhiều lần bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường thúc giục vì chậm tiến độ đề ra, ảnh hưởng tới sự phát triển của địa phương. Dự án công viên Nghĩa Trang Thiên An Viên. Năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư bất động sản Phúc Sơn thuộc công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận đầu tư xây dựng. Dự án này với quy mô xây dựng 118 ha đất đồi núi tại phường Khai Quang, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên và một phần đất xã Kim Long, huyện Tam Dương với tổng mức đầu tư hơn 1.492 tỷ đồng. Tới nay, sau gần 10 năm được chấp thuận đầu tư xây dựng, hiện tại dự án vẫn là khu đất hoang. Liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố nhiều lãnh đạo của tỉnh này. Trong số những người đã bị khởi tố, bắt tạm giam có cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh, cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị khởi tố nhận hối lộ. Mới đây nhất, tối ngày 23 tháng 4, Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại Vĩnh Phúc. Trong số này có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Giá đất tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị bắt về tội nhận hối lộ. Trung tướng Tô Ân Sô cho hay, ngày 30 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan để thực hiện thủ tục tố tụng theo đúng quy định. Khi lãnh đạo ban hành chuyên án báo cáo Tổng Bí thư về một số vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, Tổng Bí thư đã khen ngợi Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt đấu tranh trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, Trung tướng Tô Ân Sô nói. Ông Mai Tiến Dũng, 64 tuổi, quê ở Hà Nam. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12. Ông Dũng trưởng thành và kinh qua nhiều nhiệm vụ tại quê hương. Tháng 11 năm 2014, ông đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam. Ông Dũng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, ông Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trước đó, hồi giữa tháng 1 năm 2023, Ban Bí thư quyết định thi hành luật cảnh cáo đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ban Bí thư xác định, ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay giải cứu. Ông đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19 để vượt qua một số cán bộ văn phòng chính phủ tham mưu đề xuất không đúng kết quả của Thủ tướng nhận hối lộ, bị khởi tố bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng được xác định là gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm suy giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Đến giữa tháng 3 năm 2023, Thủ tướng cũng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Tiến Dũng đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị bắt, bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Ông Dương Văn Thái, Bí thư Bắc Giang bị bắt giam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông. Cụ thể, ngày 26 tháng 4, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1046 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15, theo quy định của pháp luật. Đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái
đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Nội dung trên được Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát đi trong thông cáo báo chí mới đây. Ông Dương Văn Thái sinh năm 1970, quê Bắc Giang. Ông là tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa 15. Ông Dương Văn Thái làm bí thư Bắc Giang từ năm 2020. Bên cạnh đó, ông cũng từng là cán bộ phòng văn hóa thông tin, thể dục thể thao thị xã Bắc Giang. Quá trình công tác, ông Dương Văn Thái trải qua nhiều vị trí. Phó, sau đó là trưởng chi cục thuế thị xã Bắc Giang, phó chủ tịch, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và năm 2020, ông là bí thư Bắc Giang. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, gọi tắt là Tập đoàn Thuận An, và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Cơ quan công an cũng khởi tố bắt tạm giam Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn Thảo, giám đốc, và Đàm Văn Cường, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, quy định tại khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222. Được biết, Tập đoàn Thuận An đã trúng nhiều gói thầu xây lắp tại nhiều địa phương trên cả nước với giá trị lớn. Tại Bắc Giang, đơn vị này là liên danh trúng thầu dự án trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Đó là gói thầu thi công xây dựng dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu ở huyện Yên Dũng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu gói thầu này là 1.132,7 tỷ đồng. Liên danh thực hiện gói thầu này gồm các công ty Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Thương mại và xây dựng Trung Chính. Theo phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 8,59 km, trong đó phần đường dẫn lên cầu hai bên dài khoảng 7,86 km. Công trình cầu Đồng Việt dài khoảng 731,2 m, nối hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương. Dự án được triển khai thi công trong 3 năm 2022 đến 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Ghi nhận của Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 4 cho thấy dự án vẫn đang được triển khai, nhiều hạng mục đã hoàn thành. Trên công trường, một số công nhân vẫn đang thi công các hạng mục trên cầu. Cũng ở Bắc Giang, Thuận An cùng liên danh còn trúng thầu dự án mở rộng cầu Hùng Vương và các tuyến nhánh, cũng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Liên danh trúng thầu là Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư 379. Gói thầu có giá dự toán hơn 79,7 tỷ đồng, đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Tập đoàn Thuận An trúng thầu nhiều dự án giao thông lớn. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, gọi tắt là Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Tập đoàn Thuận An đã tham gia trúng thầu vào hàng loạt dự án giao thông lớn nhỏ. Vài năm trở lại đây là một cái tên nổi bật trong lĩnh vực giao thông. Được biết, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Tập đoàn Thuận An có trụ sở tại số 141 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, với ngành nghề hoạt động chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2019, Tập đoàn Thuận An không được nhiều người biết đến và không có nhiều hoạt động nổi bật. Từ năm 2019, Tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng có những dấu ấn trong ngành hạ tầng xây dựng. Từ sau khoảng thời gian này, mỗi năm Tập đoàn Thuận An tham gia vào các liên danh trúng những gói thầu có tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Tháng 10 năm 2021, doanh nghiệp này thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, tuy nhiên không công bố cơ cấu cổ đông. Tháng 12 năm 2021, Thuận An tiếp tục tăng vốn lên 800 tỷ đồng. Tháng 1 năm 2023, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, TAG. Đại diện pháp luật khi này là ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc, sinh năm 1985, và ông Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1974, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Nguyễn Duy Hưng nắm 32% cổ phần. Thuận An tham gia dự án tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bắc Giang, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang. Đơn vị này đăng ký tham gia 51 gói thầu, trúng 39 gói, trượt 8 gói, 4 gói chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 22.600 tỷ đồng. Những gói thầu có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An có tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia. Tập đoàn Thuận An từng là cổ đông nắm đến 51% vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 Thuận An, EC, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2016, Tập đoàn Thuận An đã hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 3,57%. Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Tập đoàn Thuận An nắm 30% vốn, tương đương với 90 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư TTG hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu tại công ty này còn có bà Nguyễn Thị Đoan Trang với 20% cổ phần. Bà được cho là người có nhiều liên hệ với ông Nguyễn Duy Hưng. Bà Đoan Trang còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Hương Giang, hoạt động chính trong mảng kinh doanh bất động sản có trụ sở tại tỉnh Nghệ An. Ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, từng giữ chức vụ quan trọng nào? Trước khi bị bắt, ông Phạm Thái Hà quê Thái Bình, từng trải qua nhiều vị trí quan trọng và được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ tháng 5 năm 2022. Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Hà bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Phạm Thái Hà, 48 tuổi, quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và có học vị tiến sĩ kinh tế. Ông từng là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam CPA, chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông từng trải qua các vị trí như Thư ký, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hàm Vụ trưởng, Thư ký của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 5 năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, việc bắt và khởi tố ông Phạm Thái Hà là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Liên quan tới vụ án Thuận An, C03 đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Trần Quang Anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị khởi tố bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc và ông Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố bắt tạm giam vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Ngoài ra, ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị bắt. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định lệnh khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 22 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành các lệnh quyết định này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Trước đó, căn cứ kết quả điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự. Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 364 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc và Đàm Văn Cương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự. Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, ngày 15 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Được biết, Tập đoàn Thuận An đã trúng nhiều gói thầu xây lắp tại nhiều địa phương trên cả nước với giá trị lớn. Tại Bắc Giang, đơn vị này và liên danh trúng thầu dự án giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Đó là gói thầu thi công xây dựng dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu gói thầu này là 1.132,7 tỷ đồng. Liên danh thực hiện gói thầu này gồm các công ty Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Thương mại và xây dựng Trung Chính. Theo phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 8,59 km, trong đó phần đường dẫn lên cầu hai bên dài khoảng 7,86 km. Công trình Đồng Việt dài khoảng 731,2 m, nối hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương. Dự án được triển khai thi công trong 3 năm 2022-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Ghi nhận của pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 cho thấy dự án vẫn đang được triển khai, nhiều hạng mục đã hoàn thành. Trên công trường, một số công nhân vẫn đang thi công các hạng mục trên cầu. Cũng ở Bắc Giang, Thuận An cùng liên danh còn trúng thầu dự án mở rộng cầu Hùng Vương và các tuyến nhánh cũng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Liên quan trúng thầu là Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư 379, gói thầu có giá dự toán hơn 79,7 tỷ đồng đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Tập đoàn Thuận An có dự án giá trị hơn 1.000 tỷ đồng ở Bắc Giang. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, gọi tắt là Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an cũng khởi tố bắt tạm giam Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc, và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự. Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222. Được biết, Tập đoàn Thuận An đã trúng nhiều gói thầu xây lắp tại nhiều địa phương trên cả nước với giá trị lớn. Tại Bắc Giang, đơn vị này và liên danh trúng thầu dự án hơn 1.000 tỷ đồng. Đó là gói thầu thi công xây dựng dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu
huyện Yên Dũng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu gói thầu này là 1.132,7 tỷ đồng. Liên danh thực hiện gói thầu này gồm các công ty phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, thương mại và xây dựng Trung Chính. Theo phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 8,59 km, trong đó phần đường dẫn lên cầu hai bên dài khoảng 7,86 km. Công trình cầu Đồng Việt dài khoảng 731,2 m nối hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương. Dự án được triển khai thi công trong 3 năm 2022 đến 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Ghi nhận của pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 16 tháng 4 cho thấy dự án vẫn đang được triển khai, nhiều hạng mục đã hoàn thành. Trên công trường, một số công nhân vẫn đang thi công các hạng mục trên cầu. Cũng ở Bắc Giang, Thuận An cùng liên danh còn trúng thầu dự án mở rộng cầu Hùng Vương và các tuyến nhánh cũng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Liên doanh trúng thầu là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư 379, gói thầu có giá dự toán hơn 79,7 tỷ đồng, đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Ngày 2 tháng 1, nguồn tin của BLO cho biết, Cục C03 Bộ Công an đã bắt giữ ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ. Cùng với việc bắt giữ, cơ quan này đã thực hiện việc khám xét nơi ở của ông Hiệp ở số 242 đường Dơ Xin, phường 9, thành phố Đà Lạt. Đồng thời khám xét nơi ở của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ. Đây là kết quả điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-B10 ngày 4 tháng 3 năm 2023, quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14/QĐ-CSKT-B10 ngày 9 tháng 8 năm 2023 và số 24/QĐ-CSKT-B2 ngày 25 tháng 11 năm 2023. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án xác định, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị cáo buộc đã nhận hối lộ của Nguyễn Cao Trí, người bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam từ ngày 15 tháng 1. Liên quan đến vụ việc này, tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ông Ánh bị cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng. Liên quan tới vụ việc này, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vụ 1, Văn phòng Chính phủ cũng đã bị bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Dự án khu đô thị Nam Đà Lạt, đây là dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, có diện tích gần 3.600 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã Phú Hội, Ninh Giai, Tà Hin và Ninh Loan của huyện Đức Trọng. Ngày 31 tháng 1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Lý do, các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực. Hai ông còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của hai ông đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.
căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đức Quận và ông Nguyễn Nhân Chiến. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu cho biết, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Ngày 24 tháng 1, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu C03 Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Bộ Công an, đây là kết quả điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án, Công an xác định ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 9 tháng 1, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận về tội danh nêu trên. Liên quan đến dự án này, ngày 2 tháng 1, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp để điều tra hành vi nhận hối lộ. Trong các ngày 10, 11 và 19 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 35 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật với một số cán bộ. Cụ thể, khai trừ ra khỏi đảng các ông Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính. Nguyễn Danh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Mua bán điện. Nguyễn Hữu Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công thương. Cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Đỗ Đức Quân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương. Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công thương, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, nhiệm kỳ 2017-2020. Đảng ủy Cục Điều tiết Điện lực, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ vụ thị trường trong nước các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo với các cán bộ gồm Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Phương Hoàng Kim, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Võ Văn Quyền, nguyên Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương.
Nguyễn Vũ Quang, Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ; Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trần Đình Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời, khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Quản lý Thị trường, Đảng ủy Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Điều tiết Điện lực, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Xuất nhập khẩu các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, và các ông Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Trần Hữu Linh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các cá nhân liên quan. Các cá nhân này là ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ngày 25 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nhà riêng đối với 6 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với 6 trường hợp gồm Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận; Sà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình; Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết; Hồ Như Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận; Thẩm định viên về giá; và Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Thuận. Trong đó, bị can Nguyễn Xuân Phong, nguyên Cục Phó Cục Thuế Bình Thuận, được tại ngoại. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 trường hợp là các cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận. Hiện đều đã chấp hành án phạt tù trong vụ án Tân Việt Phát 2. Trước đó, ngày 1 tháng 3 năm 2023, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Công ty Cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 62 hectare. Theo Nghị định 188 năm 2013, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới, không phân biệt quy mô diện tích đất tại các đô thị từ loại 3 trở lên, phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết, tổng thể mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật để xây nhà ở xã hội. Thành phố Phan Thiết là đô thị loại 2, được Thủ tướng có quyết định công nhận từ tháng 6 năm 2009. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận lại đồng ý và bố trí hai khu đất khác, tổng diện tích là 8,57 ha, để xây dựng nhà ở xã hội và cho phép chủ đầu tư nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% trong dự án trên. Được biết, tổng diện tích đất nhà ở xã hội trong dự án này là khoảng 7,2 ha. Tháng 6 năm 2019, Thanh tra Chính phủ cho rằng trước khi cho phép chủ đầu tư chuyển diện tích là 20% quỹ đất nhà ở xã hội ra khỏi dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Xây dựng. Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Bộ Xây dựng có văn bản số 906 hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể căn cứ vào nhu cầu, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, trung hạn và dài hạn để phê duyệt, nghiên cứu để điều chỉnh lại quy hoạch quỹ đất ở dành cho xây dựng nhà ở sang vị trí khác phù hợp trong thành phố Phan Thiết với diện tích tương đương là 20% quỹ đất trong dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, giao cho công ty Gulf và câu lạc bộ Gulf Phan Thiết thuộc Công ty Cổ phần Rạng Đông triển khai thực hiện. Ngoài hoán đổi quỹ đất 20% sai quy định pháp luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tự ý thu khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất là 20% với giá rẻ. Việc này đã làm thất thu ngân sách nhà nước
và có dấu hiệu cố ý biến nhà ở xã hội trong dự án nằm ở vị trí đắc địa thành đất thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu lợi trái quy định. Chiều ngày 26 tháng 4, xe của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Vào lúc 13 giờ 30 chiều nay, ngày 26 tháng 4, xe của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. An ninh tại các khu vực trên đều được thắt chặt do lực lượng cảnh sát và bảo vệ dân phố, công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trên đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, Phan Thiết, nhiều cảnh sát đi trên hai xe mang biển 80A của cơ quan cảnh sát điều tra đã vào nhà ông Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cạnh đó, trên đường Tuyên Quang, các cảnh sát cũng đã vào nhà của ông Xạ Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, nguyên bí thư Huyện ủy Bắc Bình. Trên đường Hùng Vương, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng vào nhà của ông Nguyễn Xuân Phong, cựu cục phó cục thuế Bình Thuận. Nguồn tin của BLO cho biết, đây là động thái mới nhất của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Được biết, tới thời điểm hiện tại có ít nhất 6 người là cán bộ tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.